cho cô này. Anh thật là tôi càng ngày càng thấy hứng thú với cô rồi đấy. Sao cô lại ở đây? Mặt trời đã chiếu tới mông rồi kìa. Mới sáng sớm mà đã nhớ tôi rồi sao? Anh nằm mơ à? Tôi gọi anh dậy ăn sáng đó. Bị lộ rồi nhé. Sao cô lại tìm lý do chả thuyết phục gì thế? Trước giờ tôi không ăn cơm ở nhà. Vậy nên tôi mới phải tập thói quen ăn cơm ở nhà cho anh. Cô nói gì thế? Con người phải ăn cơm có sức, đúng chứ? Cảm giác khi có bà xã quản thúc cũng không tệ nhỉ? Được thôi, nằm xuống đi. Thật là đến phòng ăn đi đấy. Nhanh lên. Tôi càng ngày càng thấy hứng thú với cô rồi đấy. Anh còn làm vậy nữa thì không xong với tôi đâu. Này! Này! Quân Thảo Gòn, cô luôn kích thích khao khát chiến thắng trong tôi mà. Cậu nhất định phải gặp Hyomin à. Bộ dạng hiện tại của cậu không tốt lắm đâu. Đừng đến đó. Vậy cậu có thể trả lời thay cậu ta không? Để sau đi. Hôm nay về trước đã. Không ở trong phòng. So với việc cùng ăn cơm, tìm được người còn khó hơn đấy. Ừ, vậy thì cùng ăn bữa cơm đi. Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của cô Ha Won. Ừ, vừa nghĩ đến ăn cơm thì bụng đói rồi này. Phải nhanh chóng tìm ra họ mới được ăn cơm chứ. Đám khốn nạn này. Thằng cha Kang Hee-jun đang ở đâu vậy trời?
Wow. Wow. Nhìn gì? À, à đi bán đi ăn sáng thôi. Có chứ. Biến đi. À, bán cùng ăn một bữa đi mà. Tôi sẽ đợi, nên mau lên đi. Tôi không mặc đồ bơi đâu đấy. Bây giờ lên luôn nhé. Hả? Một mình tôi bơi trong nhà tôi thì việc gì phải mặc quần bơi. Nếu cô muốn thì tôi lên thật cho cô xem. À, à, thôi khỏi đi. Bỏ xuống ngay cho tôi, dừng lại đó. Anh biết là điện thoại mà rơi xuống nước thì sẽ rất diệt lắm phải không? Này, nếu muốn lấy lại thì tới ăn cơm nhé. Cô ta điên rồi đấy hả? Cancel go. Cancel go. Này. Cancel go. Ở đây. Anh về sớm thật đấy. Tôi đang ngủ đâu. Giả mang. Nghệ sĩ vốn thường thiếu ngủ mà. Nghệ sĩ cũng phải ăn cơm chứ. Đi ăn sáng đi nào. Cơm hả? Ôi trời tiểu thư. Cô làm ơn về phòng nghỉ đi. Cháu sẽ giúp thím mà. Cùng làm sẽ tốt hơn chứ. Thím à. Trứng gà. Yo. 이거 다 네가 준비한 거야? 너 chuẩn bị toàn bộ chỗ này đấy hả? 터치하지 마라. 네가 động vào tôi. Ai, khó chịu thật đấy. Từ lúc sinh ra trong từ điển của tôi đã không có gì gọi là miễn phí. Đừng có làm lố nữa đi. Ăn sáng xong chúng ta đi hẹn hò đi. Tôi còn phải rửa bát. Sao cô lại phải rửa bát? Tôi không giống với ai đó nên phải tự nấu tự rửa. Thôi khỏi đi. Cô không cần làm những thứ đó đâu. Anh làm gì vậy? Không nhìn thấy sao? Tôi đang nói chuyện với tình yêu mà. Cậu xuống đây làm gì? Đó là câu em muốn hỏi đấy. Anh ấy đang ở đây. Cô còn gọi tôi làm gì? Cùng ăn đi. Chúng ta là người nhà mà. Ai là người nhà với mấy người đó? Ở đây không có ai là người nhà cả. Đến rồi thì ngồi xuống đi. Trả điện thoại cho tôi. Ăn xong rồi tôi sẽ trả anh. Cô điên sao? Đúng vậy. Tôi không thể nào ăn với cậu ấy được. Tôi nghe nói ba anh em các anh chưa từng ăn cùng với nhau bao giờ. Như vậy mà gọi là người nhà sao? Chuyện đó không liên quan đến cô. Điện thoại. Ăn xong tôi sẽ trả anh. Người nhà ăn với nhau một bữa cơm khó đến vậy sao? Gia đình thì tốt mà. Nhưng chúng tôi chỉ là những người dùng chung một địa chỉ thôi. Không khác gì người xa lạ hết. Tôi thì lại rất muốn giúp cô. Nhưng quy định ở đây là có chết cũng không qua lại với nhau. Tôi đi đây. Này, Hyunmin, anh đi đâu vậy? Nếu hai chúng ta không ăn riêng với nhau thì chả thú vị đâu. Cô đừng phí công làm gì. Quan hệ với chúng tôi vốn không tốt đến mức này đâu. Nhưng mà, còn nữa, giờ này là lúc linh cảm của tôi bộc phát đó. Đại Minh Tinh, chúng ta hãy tôn trọng thói quen sinh hoạt của nhau đi.
Ok. Có được không? Cảm ơn bữa sáng của cô. Đưa tôi. Gia đình các anh được đấy. Còn không bằng cả cái điện thoại. Cô thể hiểu cái gì chứ? Ít nhất cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm thì mới biết thế nào là người nhà chứ. Anh làm gì vậy? Ăn phận đi. Thật không dễ dàng gì hết. Người cái gì mới đúng là rất hợp với nhà Hanun mà. Những tiếng phản đối nghiêm trọng hơn dự đoán, không hổ danh là anh em họ, vẫn là có chỗ giống nhau. Cứ như vậy e là sẽ khó khăn à. Ăn qua loa thì làm sao mà no được. Dù vậy thì thời gian một tuần hình như là quá ngắn. Đúng đó, mình gấp quá rồi. Không được. Cái gì? Tôi không muốn làm thái cực, tôi muốn làm bát quái. Ôi trời, chủ tịch, ngài lại thế nữa rồi. Được thôi, vậy em cũng làm thái cực. Cả nhà cùng nhau ăn cơm là chuyện rất bình thường. Không biết đứa trẻ Quân Hà Quan đó sẽ làm sao đây. Con nhóc này không phải nói là sẽ không sống nhờ vào người khác nữa sao? Còn nói là tuyệt đối không đến nhà Hanun chứ. Ngưỡng mộ quá đi. Mình đến đó để đi làm mà, đâu phải đi chơi. Thì đó, mỗi ngày nhìn ba anh em tập đoàn Hanun làm việc đó nha. Mà sao cậu lại tìm được công việc tốt vậy hả? Thật là, mình đã nói là đâu phải việc tốt. Tóm lại là ngưỡng mộ cậu quá đi. Mà cậu phải làm việc gì thế? Nếu đổi lại là cậu, thì phải làm gì để Kasugo chịu ăn cơm? Trời ơi, cậu còn cùng ăn cơm với anh em Seogu của mình sao? Trời, đó không phải là trọng điểm đâu. Mình phải khiến ba anh em nhà họ cùng nhau ăn cơm. Đây là nhiệm vụ mình được giao. Nhiệm vụ bất khả thi mà. Nhiệm vụ bất khả thi. Cái gì? Cậu không biết quan hệ ba anh em nhà đó rất tệ hay sao? Thật à? Mình cũng là nghe nói thôi. Bọn họ không chém giết lẫn nhau là may lắm rồi. Nghe nói bọn họ từ năm ngoái đã ở chung với nhau. Sau đó nhà Hanun không ngày nào yên ổn. Thật là cái đám không lo ăn, không lo mặc là đi làm mấy chuyện không đâu. Nhiệm vụ đó e là không dễ ăn đâu. Có lẽ là do mình nghĩ quá đơn giản rồi. Chỉ có một cách thôi. Tuyệt chiêu của Unhacon, cố gắng. Cái gì vậy? Nghị lực của cậu rất hơn người ta mà. Hãy cùng xem cuối cùng Unhacon thắng hay là đám thiếu gia đó thắng nha. Cố lên. Dự án lớn, ba anh em cùng nhau ăn cơm. Chiến lược 1, phục kích bất ngờ. Cô làm gì đó? Tôi thắng rồi. Tôi đang hỏi cô đang làm gì. Anh thua rồi, cùng ăn cơm đi. Cô vẫn chưa từ bỏ hả? Tôi không ăn chung với mấy đứa nó đâu. Vậy thì anh muốn ăn đòn hay ăn cơm? Thật là. Này, lại một dáng đi. Kéo búa bao. Gì đó, tự nhiên chưa kéo búa bao. Người lên trên trước phải thỏa mãn một nguyện vọng của người kia. Vậy sao? Kéo búa bao. Kéo búa bao.
그래서 소원이 뭔데? Cô có nguyện vọng gì? 너희 삼형제. Ba anh em nhà anh cùng nhau ăn cơm. Ê, 싫다니까. Đã nói không muốn mà. Chỉ ăn bữa cơm thôi mà, không thích đến vậy sao? Không thích đấy. 그냥 싫어. 싫다는데 계속 강요하는 không phải là cứ ép buộc tôi làm chuyện tôi không muốn thì có hơi bất lịch sự sao? Không phải ép buộc đâu. 네가 졌잖아. Tại anh thua mà. 아, 그러네. Ừ, đúng nha. Chăm chăm chăm. Chan chan chan. Chăm chăm chăm. Chan chan chan. 거죠. Biến giùm. À, 안 통하네. Hình như không tác dụng nhỉ? Theo tôi thấy thì tác chiến thất bại rồi. Xem ra phải thực hiện kế hoạch B thôi. Kế hoạch B. Sao cô biết ba em họ thích ăn gì? Em chỉ chăm chỉ làm bài tập mà. Cậu chủ Si-hun không ăn thịt nạc, ăn thịt ba chỉ thôi. Thịt cừu quan trọng là phải khử mùi. Mua thịt cừu phải mua ở nhà hàng Michelin. Bếp tết cừu gói xong rồi đây. Quý khách ăn ngon miệng. Cảm ơn. Mùi thơm quá. Khứu giác của con người rất nhạy bén. Khi đối diện với món ăn yêu thích, họ sẽ không thể nào chống cự lại. Chiến lược thứ hai, thả mồi nhử. Muốn ăn không? Nào. Không được. Ngày mai còn phải chụp ảnh bìa nữa. Đáp ác ma mấy người. Mọi người đến đây ăn đi. Đừng chỉ ăn không, nói gì đi chứ. Đến đây cùng ăn chung đi. Đây là món bít tết cừu anh thích ăn nhất, do bếp trưởng Canteri ở nhà hàng Michelin làm đấy. Sao cô cứng đầu thế? Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi mà. Đừng phí sức nữa. Anh cũng thôi đi. Thôi đi, đừng có mà ăn nữa. Ngon không? Ừ. Ừ. Ngon lắm luôn. À. Có sao? Biến đi. Tôi sắp điên đầu luôn rồi này. Đây vốn dĩ là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Bọn họ đã từng chịu tổn thương từ phía gia đình, nên đối với người khác thì đây là chuyện bình thường, nhưng với họ đây là chuyện rất khó.
Ôi trời, tiểu thư, tiểu thư à. Thím đừng có gọi cháu là tiểu thư. Cứ gọi cháu là Hagon. Gọi Hagon là được rồi mà. Tiểu thư là khách của nhà Hadun. Còn chúng tôi là nhân viên của nhà Hadun. Phải có người thì mới có nhà Hadun chứ. Lẽ nào là nhà Hadun trước rồi mới có người sao? Thím không thể nói chuyện bình thường với cháu được sao? Vậy cái này để cháu làm nhé. Ôi trời, mấy đứa đáng ghét đó không ăn chút gì luôn à? Đúng vậy, kế hoạch thất bại hoàn toàn. Bọn họ thà chết cũng không chịu ăn cơm cùng nhau. Đừng tưởng có tiền là thích. Thật ra mấy đứa đó đều là những đứa trẻ đáng thương. Thiếu gia, Hyun Min từ nhỏ đã quen ăn cơm một mình. Cậu ta sẽ không thoải mái khi ăn cùng với người khác đâu. Tại sao anh ta lại ăn cơm một mình chứ? Bố cậu ấy đã chết, mẹ lại không thường xuyên ở nhà. Chủ tịch thấy cậu ấy đau lòng như vậy, nên 10 tuổi đã cho cậu ta ra nước ngoài du học. Cậu ấy luôn ăn một mình ở đất khách quê người. Nghĩ thôi mà tôi đã thấy đau lòng rồi. Còn những người khác thì sao? Thiếu gia Seogu kiếm cơm nhờ khuôn mặt mình. Vì vậy cậu ấy phải để ý cái gì nhỉ? Cái gì đây? À, để ý hình tượng. Đúng vậy, đúng đó, để ý hình tượng. Vì vậy không thích nhét gì vào miệng cả. Bụng phải đầy, nạp năng lượng thì mới hát được chứ. Không phải sao? Có lúc tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng thương. Vậy còn Kang Si-gun thì sao? Thiếu gia Si-gun rất ít khi ở nhà. Không dễ gì mới về nhà một lần thì cũng không ở trong phòng, nên còn chả thấy được mặt đâu cả. Tôi luôn cảm thấy cậu ta vẫn chưa thích ứng được với gia đình này. Sao lại không thích ứng được vậy? Cậu ta biết mình là máu mủ của chủ tịch vẫn chưa được một năm, đâu có dễ thích ứng được chứ. Vậy nếu bà già này ăn cùng cậu ấy thì chắc cậu ấy sẽ ăn chút gì chứ? Không đúng, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng không ăn, coi như tôi chưa nói gì đi. Đừng thấy họ có nhiều tiền là thích, họ thật sự là những đứa trẻ rất đáng thương. Nhớ ăn sáng nhé. Chúc anh quay phim thuận lợi. Cô ta coi mình là học sinh tiểu học sao? Sữa đâu ra vậy? Khi cậu quay phim thì không ăn uống gì mà. Đúng vậy. Nhưng hôm nay em lại muốn uống sữa. Kang Si-gun. Cô làm gì vậy? Cái này bị rơi xuống. Đừng động vào. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Biến đi. Sao lúc nào gặp mặt tôi anh cũng bảo biến đi như vậy chứ? Biến đi. Tôi vào này ở khiến anh bất mãn vậy sao? Đó là sự tự do của cô. Không biết nơi này thế nào mà lại liều lĩnh chui đầu vào cũng là quyền tự do. Nhưng mà đừng quấy rầy tôi. Giờ anh đang uy hiếp tôi sao? Nhưng tôi cứng rắn lắm. Sự uy hiếp của anh không là gì với tôi đâu. Hơn nữa tôi là kiểu đã làm là làm hết sức mình. Vì vậy tôi không thể đảm bảo sẽ không quấy rầy anh được. Muốn chơi đùa thì đến chỗ khác mà chơi. Anh đó,
Đã bao giờ thử thật lòng nghĩ nơi này là nhà của mình chưa? Có bao giờ thử chấp nhận những người ở đây là người nhà chưa? Anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, vốn không hề quan tâm người khác có tổn thương hay không. Cứ mãi ở nơi tối tăm thì sẽ không có được người nhà đâu. À, cảm ơn anh đã tìm hoa về giúp tôi. Anh làm gì đó? Đang chơi. Anh chơi cả cái này à? Cô tưởng tôi thích phụ nữ thôi sao? Thì đúng vậy mà. Là coi thường người khác rồi. Này, tôi là người có sức quyến rũ vô hạn đó. Tôi không thấy chút quyến rũ nào hết. Lúc nhỏ tôi chơi cái này không ít đâu. Cái đó không dễ đâu. Nếu tôi hoàn thành thì thực hiện một nguyện vọng của tôi nhé. Thế nào? Được. Có điều phải hoàn thành trong vòng 2 phút. Được. Chuẩn bị. Bắt đầu. Hết giờ. Thời gian ngắn quá. Này. Bắt đầu. Trời ơi, hoàn thành nhanh vậy à? Làm sao giờ? Không thể thực hiện nguyện vọng của cô được rồi. Choáng. Giờ qua đây. Thích quá đi. Anh chỉ nghĩ đến tình cảm của bản thân, không hề quan tâm người khác có tổn thương hay không. Cô đến đây là vì tiền chứ gì? Cần tiền đến vậy sao? Giả vờ thanh cao để được thương hại, chẳng phải là bánh khóe của hạng con gái như cô sao? Với cô, thứ quan trọng là tiền đúng không? Hay định dụ dỗ tôi? Anh đó, đã có lần nào thử coi nơi này là nhà mình chưa? Anh đã bao giờ xem những người ở đây là người nhà của mình chưa? Vậy đi. Mình đi ngay đây. Không lẽ cô vẫn đang cố giải khối Rubik đó chứ? Gì thế? Anh đã có cô nào rồi đó hả? Anh lúc nào chẳng có. Gì cơ? Em muốn chia tay bây giờ luôn không? Hay là khoảng một tuần sau? Này, ăn nhanh nhẹn lên xem nào. Em không biết mua banh là gì đấy hả? Anh không thích con gái ăn nhiều mà. Sao chẳng có gì bất ngờ thế nhỉ? Em là tặng người uống nước thôi cũng dễ tăng cân đấy. Thôi khỏi đi. Em biết dùng nắm đấm không? Dĩ nhiên rồi. Biết đánh người không đấy? Thử đánh đi xem nào. Em làm sao đánh anh được chứ? Em chẳng còn chút sức nào nữa rồi đây. Chẳng thú vị gì cả. Anh không chơi được với em nữa rồi. Chúng ta chia tay đi. Chào thân ái. Này Hyun Min.
Thật là vô lý. Làm sao mà Unhagon lại có thể tới căn nhà Hanu đó chứ? Đã xác nhận rõ ràng với con bé bạn của Unhagon rồi đấy hả? Còn có ảnh Unhagon chụp ở căn nhà đó cơ. Chỗ đó rộng lắm mà. Vậy thì người làm ở đó cũng đông chứ. Nó vào đó rửa bát đấy. Xong rồi chạy qua chạy lại chụp đại vài tấm ảnh thôi. Nó được chủ tịch mời đến đó ở mà. Làm việc tốt nên được mời đến chứ sao. Con bé rửa bát quá là đỉnh còn gì. Nhìn bát đĩa nhà mình lúc nào cũng sáng loáng thế mà. Mẹ ơi, giật cả mình. Sao? Thư ký riêng của chủ tịch phải đích thân tới lấy đồ cho con bé vào căn nhà hai đơn rửa bát hả? Cũng phải. Không được, con nhất quyết phải tự mắt mình xác nhận mới được. Sao? Đang làm gì thế? Đi chơi đi. Thôi khỏi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Đây là nhiệm vụ ông giao à? Không giúp được gì thì cũng đừng có phá. Tôi sẽ giúp. Thật sao? Tôi biết rõ về chúng nó hơn cô đấy. Anh có cách à? Dĩ nhiên rồi. Unhagon thật sự sống ở đây sao? Gì thế này? Không những ở đây mà còn bám lấy Hyun Min nữa sao? Đến đây làm gì? Bây giờ bắt đầu làm theo cách của tôi. Đừng có lải nhải mà cứ theo tôi đi. Người có tiền được thích chơi trò biến hình vậy sao? Không muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi à? Được rồi, tôi mặc là được chứ gì. Đóng cửa giúp cô mà. Chiến lược 3. Nhịp tim dồn dập. Không. Cái khác. Được. Cái tiếp theo. Cái khác. Đẹp đó, thiệt hả? Nhưng mà cái vụ này thật sự giúp ích gì được cho tôi? Tất nhiên rồi. Cái này, còn cái kia nữa. Là muốn ba bộ này hay sao à? Ngoài trừ ba bộ đó, lấy hết. Dạ. Trừ ba bộ đó ra, toàn bộ đồ trong tiệm này đều lấy hết. Nè, anh đang làm gì đó? Khoe tiền trá hình chứ? Làm gì có, là quà mà. Tôi không cần những thứ này. Tôi muốn đấy. Cô chỉ cần mặc vào là được. Thiệt tình, không hổ là Unhagon. Đi ăn cơm thôi. Bây giờ anh còn tâm trạng để ăn cơm nữa hả? Tôi sẽ nói cô biết cách thuyết phục những người còn lại. Thiệt ư? Đương nhiên là thật rồi. Là thiệt đó hả trời? Ừ. Dám nói xạo là biết tai tôi đó.
Bộ đồ con nhỏ nhà quê lúc nãy mua, lấy cho tôi xem. Cô nghe thấy tôi nói không? Năm triệu. Chào, bạn khỏe không? Gì vậy? Xin lỗi, gọi cậu đến mà mình lại ngủ quên mất. Không sao đâu. Đi nào. Đi đâu? Ăn cơm. Mình có chuyện muốn nói. Cậu từng nói sẽ trả lời thay cho Hyun Min mà. Ăn cơm trước rồi nói. Gì chứ? Mình đói rồi. Cậu muốn ăn gì? Cứ đi rồi tính. Chuẩn bị đi. Này, cậu cố ý đó hả? Nhận ra rồi à? Cậu nói cậu mời mà. Phải chọn món rẻ nhất ở đây rồi. Cậu chọn món đắt cũng được. Mình mời. Thật à? Vậy mình chọn luôn nha. Ừ. Cậu ăn nhiều vào cho mau lớn. Mình có phải con nít đâu. Lần nào cũng làm như anh Bình vậy. May là bạn chứ không phải là anh Bình đấy. Có thể đối xử với cậu ngang hàng nữa. Chào mừng quý khách. Trông được nhỉ? Chúng ta đi thôi. Sao thế? Ăn chung đi. Không ngại chứ? Cứ làm vậy đi. Cậu ăn mặc thế này trông giống như một người hoàn toàn khác đấy. Vậy sao? Tôi cảm thấy không quen lắm. Là Hyun Min mua cho cậu à? Bộ quần áo này không phải ai cũng mua nổi đâu. Chọn cũng đẹp lắm. Thật sao? Thấy cậu mặc quần áo mới nên cậu ấy ngưỡng mộ thôi. Cảm giác ở nhà Hanun thế nào hả? Cũng tạm ổn. Đương nhiên là tốt rồi. Cổ giàu đó với danh phận là vợ chưa cưới của tôi mà.
Kêu bọn họ đi hấp món nghêu này chín thêm chút nữa đi. Không phải cậu không thích ăn chín quá sao? Cậu không thể ăn nghêu chưa chín, đúng không? Từ nhỏ cậu đã như vậy rồi. Hình như lúc cậu học tiểu học thì phải. Không cẩn thận ăn phải nghêu vẫn còn sống, nên phải nhập viện đấy. Không sao đâu, tôi không ăn là được rồi. Cô cẩn thận chút đi. Ta không sao chứ? Tôi làm sao đây? Không phải bộ quần áo này mắc lắm sao? Nè, từ giờ quần áo là vấn đề đó hả? Anh không biết tai tôi là tai sắt hả? Mặc quần áo đắt tiền như vậy đi ăn cơm, tôi cũng chả tiêu quá nổi đâu. Mấy bộ quần áo này mua thêm là được rồi. Thôi miễn đi, tôi sẽ mang đi trả lại. Phải làm sao đây? Đợi chút nha. Làm sao đây? Làm sao đây? Này, sao anh lại ở đây? Mặc quần áo đắt tiền của anh ta mua cho rồi ăn cơm ở những nơi thế này có cảm giác thế nào? Sao anh lại soi mói tôi nữa rồi? Mấy thứ này tôi cũng làm được. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Nếu cô đến nhà Hanon vì những thứ này thì cũng nhàm chán quá đi. Anh xem thường tôi quá rồi đấy. Mục tiêu của tôi không vô gì đến thế đâu. Thẳng thắn nhỉ? Là tôi quá xem thường cô rồi. Tôi đang làm việc với mức lương cao đấy. Mục tiêu và trách nhiệm của tôi lớn lắm. Nghe nói ba anh em anh chưa bao giờ ăn cơm cùng nhau. Vậy nên tôi sẽ làm cho các anh thật sự trở thành người một nhà. Nếu cô còn nhắc đến chữ người một nhà nữa thì cô sẽ phải hối hận đấy. Cho dù anh có muốn hay không, sự thật thì các anh cũng là người một nhà. Unhagon, cô đừng quá xuồng xả đấy. Đây phải gọi là địa ngục mới đúng. Công việc địa ngục. Cho đến giờ cháu luôn là Hansigon. Sao chốc lát có thể trở thành Kansigon được chứ? Đó là cháu muốn sống cả đời là Hansigon đi sửa xe sao? Cắt đứt quan hệ với mấy người đó đi. Giờ cháu khác với bọn họ rồi. Giờ muốn cháu bỏ hết tất cả sao? Họ là những người bạn đồng cam cộng khổ với cháu. Họ như gia đình luôn ở bên cạnh cháu khi cháu khó khăn. Sao có thể dứt bỏ người nhà được chứ? Gia đình à, giờ bọn họ không còn là người nhà hay bạn bè của cháu nữa. Đó chỉ là đối tượng để cháu sai khiến thôi. Sao có thể nói ra những lời đó dễ dàng vậy chứ? Nếu cháu muốn tiếp tục sống là Hansigun thì ta không thể nhận cháu là người nhà được. Hãy nhớ lấy, người thực kế tập đoàn Hanun là con. Cho dù ông già đó có cho thêm người giàu đó nói là người nhà thì con cũng đừng có xao động, hãy bảo vệ vị trí của mình. Con làm gì có gia đình chứ? Ông ta sẽ sớm hiểu ra thôi. Mặc dù tìm được một người ông tài phiệt thì rất vui sướng, nhưng e rằng sẽ không chịu nổi một ngày đâu.
Cuối cùng thì mình vẫn phải đến hỏi cậu. Là cậu đưa Eunhagwon đến nhà Hanun sao? Nói thật với mình đi. Đương nhiên là tôi rồi. Sao có thể để người khác đưa bạn gái mình về nhà chứ? Xem ra cổ không giống như những cô gái khác. Không nhận ra sao? Đương nhiên là khác rồi. Xem ra mình đang làm phiền cuộc hẹn hò của các cậu rồi. Anh đã nói gì với cổ thế? Tôi không nói gì cả. Thế tại sao cậu ta lại không ăn mà đột nhiên ra đi? Rốt cuộc anh đã nói gì? Nói gì à? Sở trưởng của anh không phải là làm Heji tổn thương sao? Vậy sở trưởng của cậu không phải ăn ủi cô ta sao? Kể từ khi cậu đến nhà Hanun, xem ra anh không thích tôi làm như vậy nhỉ? Tôi có gì mà lại không thích chứ? Không phải anh cũng coi Heji là người con gái của mình sao? Tôi chưa từng nghĩ vậy. Thật lòng sao? Thật lòng. Tôi không hứng với mấy thứ đó. Dạ, anh nói anh không thật lòng đúng không? Nếu cái gì cũng đối đãi thật lòng thì sẽ sinh ra ám ảnh thôi. Sao phải sống phức tạp như vậy làm gì? Cuộc sống mất hết cả thú gì. Gì thế? Mọi người đi hết rồi à? Cậu không tỉnh táo lại được à? Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Vậy cậu muốn mình phải làm thế nào đây? Mình nói cho cậu biết, với tư cách là một người bạn, cái thế này thì chỉ mình cậu bị tổn thương thôi. Trước mặt thằng đó còn không chịu nổi một câu. Một mình cậu đang làm gì thế này? Mình không mong muốn gì nhiều hết. Cậu muốn gì? Muốn cô ta không ở bên cạnh Hyunmin nữa. Nhìn trộm gì vậy? Cứ nhìn thoải mái đi. Mặt tôi mòn một chút cũng được. Không phải. Sao tự dưng Heji lại bỏ đi vậy? Kang Ji-won thì vốn dĩ không ở yên một chỗ được rồi. Nhưng mà đến cả Heji cũng bỏ đi thì có hơi lạ. Khỏi quan tâm. Sao lại đối xử tệ với Heji vậy chứ? Tôi làm sao? Anh thích Heji phải không? Không hề. Việc đưa tôi tới lễ kết hôn cũng không phải chỉ vì chủ tịch mà còn là vì Heji nữa thì phải. Đừng có làm quá. Sao lại gây sự với người con gái mình thích như trẻ con vậy? Cô ghen đó hả? Trời ơi, nghĩ nói luôn đi. Chúng ta không về nhà sao? Đây là đâu vậy? Nhà cô. Gì cơ? Dù sao thì cũng không còn chỗ nào để đi nữa. Cô không hoàn thành được nhiệm vụ nên sẽ bị đuổi ra ngoài. Mà dù lỡ có thành công thì cô cũng sẽ bị đuổi ra ngoài thôi. Sao số phận của tôi lại đến được anh quyết định? Vì tôi sẽ hẹn hò với cô. Thừa tư cách rồi phải không? Bình thường tôi sẽ tặng bạn gái một điều ước khi chia tay. Nhưng tôi sẽ tặng cô luôn bây giờ. Đi xem nào. Đúng là không đâu có người đàn ông như tôi phải không? Tặng quần áo, mời ăn cơm,
Sợ bị đuổi ra ngoài nên còn mua cả nhà cho nữa. Tôi không có ý định hẹn hò với anh đâu nhé. Cứ thử làm mấy chuyện này một lần nữa xem. Anh sẽ không tự về nhà bằng hai chân của mình được đâu, biết chưa? Rốt cuộc có muốn gì chứ? Đau đến nỗi không mở nổi đèn xe nữa. Rốt cuộc là loại người thế nào mà lại có thể cứ tự ý mình hơi tí là phải dùng vũ lực, hết thuốc chữa rồi sao? Không được, bây giờ phải đối đầu chính diện. Unhagon đã mời ba anh cùng nhau ăn cơm đi. Một tiếng sau, đến sân giữa nhà. Cùng nhau ăn bữa cơm đi. Một tiếng sau, đến sân giữa nhé. Nhờ các anh lần cuối đấy. Muốn thoát khỏi cuộc trò chuyện, phải. Trời gì đây? Tất cả đều ao sao? Ôi trời, cô tự nấu đấy hả? Vâng à, thêm chuyện cách cháu làm là được mà. Phiếu giảm giá 50% đặc mì Ý nước ép. Này Đại Minh Tinh, cô đang làm gì thế? Mấy đống rác này đâu ra vậy? Đó không phải là rác, là hành lý của tôi đấy. Thì ra là của Đại Minh Tinh. Cái nào cũng không có bỏ nhỉ. Sinh nhật. Sinh nhật của tôi. Gì đây? Hôm nay là sinh nhật của Đại Minh Tinh sao? Làm gì đó? À, em đang tìm đồ. Em nhớ là để ở đây cơ mà. Đang tìm gì thế? Đồ dùng để tổ chức tiệc. Tìm mấy thứ đó làm gì? Hôm nay là sinh nhật của Unhago. Em muốn làm cho cổ một bữa tiệc. Anh cũng không biết phải không? Ừ, không biết. Bị đuổi ra khỏi nhà, cũng không ai quan tâm đến cổ. Một mình chắc là rất thảm thương. Người nhà cũng không liên lạc với cổ. À, tìm thấy rồi này. Unhago nói một tiếng nữa tập hợp ở sân giữa. Anh này, tranh thủ thời gian thôi. Không phải anh cũng xem Heiji là người phụ nữ của mình sao? Tôi trước giờ chưa từng nghĩ qua. Là thật lòng sao? Thật lòng. Tôi không hứng thú mấy thứ đó đâu. Mong cổ mãi mãi rời xa Hyunmin.
설마. Không phải cậu tưởng là mình sẽ trở thành người thừa kế đấy chứ. Có gì mà không được. Đùa quá trớn rồi đó. Cậu phải biết tự lượng sức mình chứ. Này, đừng nhầm lẫn. Cậu chẳng qua chỉ là đồ rác rưởi thôi. Làm gì đó? Tôi muốn uống. Tôi hỏi cậu muốn làm gì? Tôi muốn uống. Này, anh chắc là không thật lòng chứ? Tránh ra. Ra ngoài sân đi. Cho anh xem kịch hay. Không muốn thì thôi. Cùng ăn cơm đi. Một tiếng sau, ở ngoài sân giữa, lần cuối cùng tôi xin các anh đó, bị gia đình đuổi ra ngoài, cũng không ai quan tâm đến cổ. Một thân một mình chắc là rất buồn. Hình như cũng tạm tạm rồi. Đã báo cho Hyun Min và Jiwon chưa? À. Anh, đây lại, đây lại. Này, Hyun Min, tôi cảnh cáo đừng có chạm vào tôi. Nè, sao lại là anh? Sao cô lại là người của Hyun Min nhỉ? Cậu đang làm gì đó? Tôi định cướp vợ chưa cưới của anh đấy. Thôi đi.